Son dưỡng môi là một trong những mỹ phẩm không thể thiếu đối với chị em phụ nữ chúng ta. Sở hữu một đôi môi đẹp, căng bóng, mịn màng sẽ tạo điểm nhấn cho gương mặt thêm phần quyến rũ. Nhắc đến son dưỡng môi tốt, không thể nào không nhắc đến Dior Edit Lip Maximizer Mini 2ml, sản phẩm đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Thành phần và công dụng của son dưỡng môi Dior Edit Lip Maximizer Mini 2ml. Dior Edit Lip Maximizer với công thức có chứa các tinh chất tự nhiên như tinh chất xoài và sơ mướp có tác dụng dưỡng ẩm và làm giảm tình trạng nứt nẻ do thiếu ẩm trên môi. Ngoài ra còn chứa thành phần hỗn hợp hyaluronic và filler từ tự nhiên giúp tái cấu trúc môi và làm cho đôi môi mềm mịn căng bóng. Và đương nhiên không thể thiếu collagen giúp cải thiện tình trạng thâm nám của môi. Khi sử dụng son dưỡng môi Dior Edit Lip Maximizer Mini, bạn sẽ không có cảm giác khó chịu mà còn ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng, dịu nhẹ của son. Chất son kem mềm mịn, thẩm thấu nhanh khi bôi vào môi không tạo cảm giác nhờn rít, khó chịu. Với các thành phần thiên nhiên có trong sản phẩm nên sẽ không gây tình trạng kích ứng và an toàn khi sử dụng. Dior Edit Lip Maximizer Mini lên màu hồng nhẹ nhàng, không gây nặng môi hay là bóng quá nên rất dễ sử dụng và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Thiết kế của son dưỡng môi Dior Edit Lip Maximizer Mini. Điểm nhấn đầu tiên của thỏi son dưỡng Dior Edit Lip Maximizer Mini là thiết kế đẹp mắt, ấn tượng với màu hồng chủ đạo, vỏ ngoài bằng nhựa với thiết kế cạnh góc vuông, nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế sang trọng, bên trong hòa quyện vào là mùi hương của kẹo ngọt lẫn chút ít vani bạc hà. Dáng son dưỡng môi này thẳng đứng, vỏ ngoài trong suốt màu hồng nhạt. Phần đầu son được thiết kế vặn chắc kín, dễ sử dụng và bảo vệ được son. Chổi son dưỡng môi Dior Edit Lip Maximizer thì mềm mại, có thể tán đều trên môi mà không bị lem. Cách sử dụng son dưỡng môi Dior Edit Lip Maximizer Mini 2ml. Sử dụng đều đặn mỗi tối, tình trạng môi khô nứt nẻ sẽ được cải thiện tốt. Sử dụng khi chuẩn bị đi ngủ và lúc thức dậy môi sẽ không bị khô, cân bằng được độ ẩm cho làn môi căng mọng, mềm mượt. Bảo quản son ở nhiệt độ thường, tránh ánh sáng mặt trời do son dễ chảy. Xuất xứ: Pháp, France. Thương hiệu: Dior.